Xin chào, mình là Ngọc Vy và các bạn đã quay trở lại với kênh F Channel. Rất vui được gặp lại các bạn, rất vui. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục game. Đó là một cái tựa game mà theo phong cách quen thuộc của mình, một tựa game bựa. Nhưng mà mình cảnh báo với các bạn là nếu như các bạn đang ăn uống bất kỳ món gì thì các bạn không nên xem video này cũng như chơi tựa game này. Nếu không thì có vấn đề gì mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó. Bởi vì tựa game của chúng ta là một cái tựa game bựa mà gọi là bẩn bựa. Đó, hiểu theo đúng cái chữ bẩn đó là được. Bẩn bựa như thế nào và tại sao không nên ăn uống khi mà xem chơi game này. Thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ vào game luôn nhé. Đây là tựa game Bathroom của chúng ta. Các bạn thấy là cái icon bên ngoài là một cái thằng đang há miệng ra. Há cái miệng ra. Nó há miệng ra để làm gì? Vào game là biết. Và đây là giao diện chính của chúng ta, chỉ đơn giản như thế này thôi. Và các bạn chỉ cần tap vào màn hình thế là chúng ta bắt đầu chơi. Chúng ta chính là cái thằng mà mặc áo đỏ đang ngồi trong bàn, mà cái mặt nó đang xanh lè, xanh lét. Xong rồi nó đang ngậm cái gì đó trong miệng mà nó nổi hai cái cục hai bên gò má. Đó, mắt thì lùi ra. Và bên dưới này thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của một cái dạ dày bao tử. Nói chung là kiến thức sinh học của mình không được tốt cho lắm. Đang chứa một cái chất dịch màu xanh. Đó, tóm lại là thằng này thì nó sẽ ói hay là nôn đó. Cái trò chơi của chúng ta chính là đi chạy bạch và ói vào những người khác để ghi điểm. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi luôn. Như vậy thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn nữa. Chỉ cần tap vào màn hình thôi. Đó, tap vào thì nó sẽ phun ra. Đó, phun nè. Đó, có những cái máy bay giấy nữa. Ô ê, rồi. Tức là ngoài việc các bạn phải phun vào những cái đứa mà trên đường chúng ta gặp thì các bạn còn phải tiêu diệt những cái máy bay giấy. Nói chung là có một đứa rảnh hơi rỗi hán nào đó, nó ngồi ở xa xa xong rồi nó cứ phóng máy bay giấy vào người mình mà đang buồn nôn, đang mắc ói, đang khó chịu như vậy thì phóng một cái là nằm chà bãi luôn. Đó, nằm xả lai, bị tiêu diệt chỉ vì một cái máy bay giấy. Đó, yeah, được điểm. Mày yeah, thật là xuất sắc. Dạ dạ. Ơi quên. Ôi. Trời, quên rồi. Xin giới thiệu với các bạn, đây là đầu gấu của trường học. Cái thằng mà đội nón ngược xong rồi đang cười ha 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 đó. Đó, nó là đầu gấu, mình không thể nào mà ói vào người nó được và các bạn phải dùng một cái chiêu để chúng ta có thể bay lên và né tránh nó. Cười cười cái biết. À, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái chiêu để mà chúng ta có thể vượt qua cái thằng đầu gấu đó. Đó chính là gọi là gì nè, ói chưởng. Ói mạnh xuống sàn nhà như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái lực đẩy và đẩy chúng ta bay lên. Ghê gớm chưa, nghe rất là vi diệu nhưng mà đơn giản, chỉ cần tap vào màn hình thôi. Đây, đó, bay lên rồi, thấy chưa? Đó, bay lên rồi. Nhưng mà sau khi bay như vậy thì các bạn thấy là cái dịch ói của chúng ta nó đã cạn sạch. Cho nên là trên cái đường đi, các bạn khi mà phun người khác ấy, thì chúng ta phải tiết kiệm nhiên liệu của mình. Cái dịch ói giống như là một cái nhiên liệu, tiết kiệm nhiên liệu để khi mà đến lúc gặp thằng đại ca thì mình vẫn còn đủ sức để mình bay lên. Yeah. Phun. Cái này là phun. Yeah, máy bay hả mày? Máy bay hả? Mày xạo. Yeah. Chú. Chết mày nè. Xem chết. Phải nhìn từ xa mới được. Tại vì cái thằng đại ca đó nó hay xuất hiện bất chợt lắm. Ôi, mới nói xong. Ngoài ra có một cái điểm là các bạn thấy là mặc dù mình cứ phun cái ói đó trúng vào những cái đứa đang đứng trên đường nhưng mà không phải lúc nào mình cũng ghi điểm được hết. Có lúc được cộng điểm nhưng mà có lúc không. Đó là bởi vì các bạn phun ấy, mình phun một cái thì nó mới há miệng ra thôi. Mình phải phun một cái nữa, nói chung là phải văng vô trong miệng nó, xong cái mặt nó bị xanh lè, xanh lét hết thì lúc đó mới có thể ghi điểm. Nói chung là dơ, mà dơ quá dơ luôn. Thôi lại lần cuối nha. Há miệng ra. Ơ, dính máy bay rồi. Chưa có kịp gặp thằng đại ca nữa. Lại lần nữa gặp thằng đó đi rồi chết. Đó, mình phải phun bổng lên. Máy bay thì bay dưới thấp nhưng mà mấy đứa này thì mình phải phun bổng lên. Đó. Xuất sắc. Ghi điểm liên tục. Ơi, cái thằng đại ca này nó xuất hiện rất là bất ngờ cho nên là không có đối phó kịp. Các bạn thấy là mình chơi đến giờ này thì cái điểm cao nhất của mình cũng chỉ mới có 7 thôi, nhưng mà từ game này mình cũng mới tải cho nên là mình sẽ luyện thêm. Còn về cái trình độ chơi game gà thì mình nói nhiều lần rồi, các bạn không cần phải bàn luận.
Tóm lại thì mình thấy là cái tựa game này nó có nét bẩn bợ này, với lại là như bạn thấy là không có dễ gì ăn được điểm trong cái tựa game này. Và những cái tựa game mà khó ghi điểm rồi khó chơi một tí thì nó sẽ kích thích và nó hấp dẫn mình hơn. Chính vì vậy mà mình nghĩ rằng đây cũng là một cái tựa game đáng để cho chúng ta tải về và trải nghiệm thử đấy. Tất nhiên là trừ lúc ăn uống ra, một lần nữa trừ lúc ăn uống ra. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye 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 bye.